có mối, cây này bị mối ăn. Giờ sẽ cưa lấy cổ hủ nha các bạn. Vừa có 3 trái à.
Đang cưa để lấy củ hủ nha các bạn. Ngoài coi chẳng có đun dừa á. Không sao, đun trang tới bên trong. Đây là cái phần cua hủ này nha các bạn.